Pháp hội Bất Khả Thuyết Bồ Tát thứ 57, Hán Bộ, từ quyển 144 đến quyển 145. Hán dịch Bắc Lương, Tam Tạng Đàm Vô Sấm. Việt dịch Việt Nam, Tỳ Kheo Thích Trí Tịnh. Như vậy tôi nghe, một lúc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn ở tại Đại Bửu Phường Đình, giữa hai cõi dục giới và sắc giới, cùng chúng đại tỳ kheo câu hội, vô lượng đại Bồ Tát từ mười phương Phật thế giới dân tập, đại chúng di nhiễu nghe Phật thuyết pháp thầm thâm di diệu đại tập kinh điển. Lúc bấy giờ trong đại hội có một Bồ Tát tên Bất Khả Thuyết, từ chỗ ngồi đứng dậy, chỉnh lại y phục, trịch y giai hữu, lễ chư Phật, rồi quỳ dài chắp tay hướng lên Đức Phật mà nói kệ rằng: trí huệ vô ngại, hành vô ngại, dư tánh hư không, bất khả thuyết, tam thế bình đẳng, không giác quán. Nay tôi kính lễ đấng vô thượng, quán pháp vô tướng, thích tịch tỉnh, điều phục các căn, xa lìa tướng, rõ các pháp tướng không có hai. Nay tôi kính lễ đấng pháp dương, quán chúng sanh tánh và pháp tánh, hai tánh như vậy không sai biệt, tâm bình đẳng quán các chúng sanh, khiến tôi dứt hẳn tất cả tánh. Bồ đề đã được vô sở đắc, như tánh bồ đề sắc cũng vậy, vô tướng trang nghiêm, trang nghiêm tướng. Nay tôi kính lễ đấng vô thượng, tất cả pháp giới không giác quán, phàm phu thấy pháp có tướng hành, tánh của pháp giới chẳng phá hoại, Phật chân thiệt biết nên tôi lễ. Như Lai thân nghiệp bất khả thuyết, khẩu nghiệp ý nghiệp cũng như vậy, tất cả pháp tánh và chúng sanh đến vô thượng đều biết tỏ rõ. Như Lai trụ nơi bục chân thiệt, pháp được Phật nói không tiếng chữ, chúng sanh thích nghe được lời lớn. Vì thế Như Lai khó nghĩ bàn, pháp được Phật nói không tướng mạo, điều phục chúng sanh dứt các tướng, khéo nói chúng sanh pháp tánh không. Vì thế tôi lại đến vô thượng. Nói kệ xong, Bất Khả Thuyết Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, chư Bồ Tát trong đại hội này đều đã thỉnh hỏi rồi. Nay tôi ở trong kinh đại tập này, còn muốn hỏi chút ít, mong Đức Như Lai thương xót hứa khả cho. Đức Phật nói: lành thay, lành thay. Này Bất Khả Thuyết, cứ theo chỗ nghi mà hỏi, Phật sẽ vì ông mà phân biệt giải nói. Được Phật hứa khả, Bất Khả Thuyết Bồ Tát liệt nhập định ý. Do sức định ý đều khiến đại chúng ngồi đài bảo lớn thăng lên hư không, mưa rải các thứ hoa hương kỹ nhạc để cúng dường Đức Phật, lại phát tiếng rằng: đại Bồ Tát Bất Khả Thuyết này nay ở trong đại hội muốn hỏi đại sự. Bất Khả Thuyết đại Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, chư Phật Bồ Đề thanh tịnh tịch tỉnh, thanh tịnh vô cấu quang minh, không tối chân thiệt như vậy, Bồ Đề tánh bình đẳng di diệu thầm thâm, không có giác quán, xa lìa cấu nhiễm, chẳng tuyên nói được, không chữ không câu, không có âm thanh quảng đại vô lượng, không có biên tế, rời lìa tất cả biên tế, chẳng tăng, chẳng giảm, chẳng đến, chẳng lui, không có dừng ở, không cao, không bằng, không có, không không có, kiên cố, không hư hoại, không có ngã, ngã sở, không có thủ, không có xả, không rộng, không hẹp, không có pháp, không có chúng sanh, vô tận, không cứu cánh tận, chẳng rỗng, không tánh rỗng không, chẳng phải xứ, chẳng phải chẳng xứ, chẳng phải tâm, chẳng phải tác, chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, như địa thủy quả phong, không có biên tế, chẳng thể đo lường được, bình đẳng khắp có, không có chướng ngại, dường như hư không, chẳng phải nhãn thức giới, cho đến chẳng phải ý thức giới, dứt tất cả cõi, chẳng ví dụ được, lìa tất cả ví dụ, vì như tất cả chư Phật chân thiệt biết vậy, chẳng phải chẳng là như. Tại sao? Vì tất cả chúng sanh thảy đều được vậy. Chẳng phải khác như. Tại sao? Vì tất cả chúng sanh thảy đều bình đẳng vậy. Tánh nó là có. Tại sao? Vì là tánh chân thiệt vậy. Tánh nó là thiệt. Tại sao? Vì không có quá khứ tế, vị lai tế, hiện tại tế vậy. Không tác, không thọ, không sắc, không tâm, không có tưởng, không có thọ, dứt tất cả thọ, không có tưởng, dứt tưởng, không có hành, dứt hành, không có thức, dứt thức,
không có ấm nhập giới, dứt ấm nhập giới, không có sơ trung hầu, lìa các ma nghiệp, không có lưu bố, là vô lậu, chẳng phải nhiếp, chẳng phải hành, chẳng phải dùng, không có tranh, không có tội, thường trụ tự tánh, không có phân biệt, không sanh, không có năng sanh, không diệt, không có năng diệt, không có căn bổn, không thượng, không hạ, không có y chỉ, không vuông, không tròn, chẳng phải trí, chẳng phải huệ, cũng chẳng phải huệ hành, chẳng phải nhiếp thuộc thánh đế, chẳng phải nhiếp thuộc sanh tử, không có đối trị, không có đủ công đức, xa lìa các tướng. Bạch Đức Thế Tôn, nếu những nghĩa như vậy là bồ đề thì là câu vô biên, câu vô giác, câu vô tham, câu vô tranh, câu kiên cố, câu bất hoại, câu bất động, câu bất tác, câu vô thân, câu vô sanh, câu vô tăng, câu bình đẳng, câu vô nhị, câu thiệt, câu có, câu chân, câu đệ nhất nghĩa, câu vô phân biệt, câu nhất dị, câu nhất sự, câu nhất thừa, câu vô tận, câu tam thế bình đẳng, câu phân biệt tam thế, câu không, câu vô tướng, câu vô nguyện, câu vô hành, câu tịch tỉnh, câu tánh, câu như, câu vô sanh, câu vô xuất, câu tận, câu vô y chỉ, câu pháp, câu thiệt tánh, câu tự thân tánh, câu vô thân, câu vô tác, câu vô tướng, câu vô tranh, câu vô đoạn, câu vô thường, câu thập nhị nhân duyên, câu khả quan, câu định, câu thường, câu thắng, câu vô tội, câu vô thượng, câu cứu cánh, câu tịnh, câu vô đảnh, câu vô thắng, câu vô đẳng, câu vô y, câu niệm, câu vô tương tự, câu thắng nhất thiết thế gian, câu vô cứu, câu sở y của tất cả câu. Bạch Đức Thế Tôn, bồ đề như vậy chẳng phải xanh vàng đỏ trắng, chẳng phải sắc, chẳng phải chẳng sắc, chẳng phải dài vắn vuông tròn, không có quy củ, chẳng nhiếp thuộc tam giới, chẳng phải đạo, chẳng phải cứu cánh, chẳng phải đi, chẳng phải đến, chẳng phải có xứ sở, chẳng phải thủ, chẳng phải xả, lìa tất cả phiền não, không có sầu sợ, dứt tất cả hỷ, không chân, không ngụy, lìa tất cả nhập, không có ngã, ngã sở, không có chúng sanh thọ mạng sĩ phu, vô lượng vô biên bất khả tư nghị, không có phần giới, dường như hư không, tánh nó cứu cánh chẳng tuyên nói được, thành tựu vô lượng pháp như vậy mới gọi là bồ đề. Lúc nói pháp này, đại thiên thế giới, cả đại địa chấn động sáu cách, tất cả chư thiên cúng dường nhiều thứ hoa hương kỹ nhạc đồng nói: lành thai, lành thai, bất khả thuyết đại bồ tát nói pháp rất tốt. Lúc ấy trong đại hội có 84,000 bồ tát được vô tận khí đà la ni, nhất thiết pháp tự tại tam muội và vô ngại giải thoát pháp môn. Nếu có ai tin được như vậy thì người ấy cũng sẽ được pháp lợi như vậy. Bất khả thuyết đại bồ tát lại bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, với bồ tát chẳng tuyên nói được. Tại sao? Vì bổn tánh của thân chẳng thể nói được vậy, vì thế nên thân giới chẳng thể tuyên nói. Bổn tánh của khẩu chẳng thể nói, vì thế nên khẩu giới chẳng tuyên nói được. Bổn tánh của ý chẳng thể nói, vì thế nên ý giới chẳng thể tuyên nói được. Bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát lúc tu hành đạo vô thượng Bồ Đề thủ hộ 10 pháp lành cũng chẳng thể tuyên nói. Nếu đem 10 thiện nghiệp khuyên dạy các chúng sanh thì chúng sanh được khuyến hóa ấy cũng chẳng thể tuyên nói. Tu tập tâm từ bi hỷ xả cũng chẳng thể tuyên nói. Tại sao? Vì tu tập từ tâm quán không có chúng sanh, tu tập bi tâm vô tác vô thọ, tu tập hỷ tâm lìa kiêu mạn, tu tập xả tâm lìa hai tướng vậy. Bạch Đức Thế Tôn, nếu có Bồ Tát tu tập tứ vô lượng tâm như vậy, tức là tu tập thanh tịnh phạm hạnh, trụ ở phạm đạo, là phạm phương tiện thắng tất cả phạm, thường được chư phạm cúng dường. Tại sao? Vì thắng hơn tất cả các phạm hạnh vậy, vì chẳng tu chúng sanh duyên từ vậy, vì chẳng tu chư pháp duyên bi vậy, vì chẳng tu nhị tướng duyên hỷ vậy, vì chẳng tu nội ngoại duyên xả vậy, vì lìa tất cả thế gian hành vậy, vì lìa bỏ các phạm hạnh thế gian vậy, vì thế nên thường được chư phạm cúng dường. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên ấy nên với Bồ Tát chẳng thể tuyên nói. Với Bồ Tát ấy trọn không tự dối phỉnh, cũng chẳng dối phỉnh Phật. Tại sao? Vì tự tức là vô tánh, vô tánh tức là không có, không có tức là vô xuất, vô xuất tức là không có nhân duyên, không có nhân duyên tức là không có chữ, không có chữ tức là chẳng thể tuyên nói. Nếu có Bồ Tát có thể học như vậy, tức là chẳng tự dối phỉnh. Thế nào gọi là chẳng dối phỉnh chư Phật? Đức Như Lai biết rõ tất cả các pháp, các phi pháp và các chẳng phải phi pháp. Nếu là phi pháp
và chẳng phải phi pháp, tức là bình đẳng. Bình đẳng như vậy thì chẳng thể tuyên nói. Nếu Bồ Tát học như vậy thì gọi là chẳng dối phỉnh chư Phật Như Lai. Còn nữa, từ ấy là vô ngã và không có ngã sở, tri ấy cũng vô ngã và không ngã sở. Nếu có thể tu tập học như vậy cũng là vô ngã và không ngã sở. Nếu có thể tư duy quán như vậy, tức là chẳng tự dối phỉnh. Như Lai ấy là có thể tùy thuận nơi như. Tùy nơi như tức là tùy chúng sanh. Tùy chúng sanh tức là tùy thuận tất cả pháp. Tùy tất cả pháp tức là chẳng xuất, chẳng diệt, chẳng trụ pháp. Nếu pháp chẳng xuất, chẳng diệt, chẳng trụ, tức là vô vi. Vì vậy nên nói pháp vô vi có ba tướng, đó là không xuất, không diệt và không trụ. Do nghĩa như vậy nên gọi là vô vi. Vô vi tức là thánh. Thánh gọi là không có quán. Vì Như Lai xa lìa tất cả quán nên gọi là thánh. Quán ấy là nói vô minh. Như Lai xa lìa tất cả vô minh, vì vậy nên chẳng bị tất cả quán thù xâm hại. Hàng phàm phu có đủ vô minh nên thường bị quán thù làm hại. Như Lai Thế Tôn hay quán thù quán giới và trí huệ giới, biết phiền não giới và tịch tỉnh giới, biết sanh tử giới và niết bàn giới, biết chúng sanh giới và pháp giới, biết rõ ma giới và Phật giới, quán sắc giới và nhãn giới, nhĩ giới và thanh giới, tỷ giới và hương giới, thiệt giới và vị giới, thân giới và xúc giới, ý giới và pháp giới, biết vô minh giới và trí huệ giới. Tất cả thảy đều bình đẳng, tức là Phật giới, là bất khả thuyết giới. Danh sắc giới và tri danh sắc giới đều bình đẳng, tức là Phật giới, là bất khả thuyết giới. Biệt lục nhập giới và lục thần thông giới đều bình đẳng, tức là Phật giới, là bất khả thuyết giới. Xúc giới và quả giới đều bình đẳng, là Phật giới, là bất khả thuyết giới. Thọ giới và diệt giới đều bình đẳng, là Phật giới, là bất khả thuyết giới. Ái giới và diệt giới đều bình đẳng, là Phật giới, là bất khả thuyết giới. Thủ giới và diệt giới đều bình đẳng, là Phật giới, là bất khả thuyết giới. Hữu giới và diệt giới đều bình đẳng, là Phật giới, là bất khả thuyết giới. Sanh giới và diệt giới thảy đều bình đẳng, là Phật giới, là bất khả thuyết giới. Lão tử giới và diệt giới thảy đều bình đẳng, tức là Phật giới, là bất khả thuyết giới. Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát nếu có thể quán như vậy thì liền được nhập vào tất cả các giới. Bồ Tát nếu nhập vào các giới như vậy thì thấy người có tham chẳng sanh sân, thấy người dứt tham cũng chẳng sanh ái, thấy người có sân chẳng sanh tâm sân, thấy người dứt sân chẳng sanh tâm ái, thấy người có si chẳng sanh tâm sân, thấy người dứt si chẳng sanh tâm ái. Tại sao? Vì Đại Bồ Tát ở nơi những hai thứ như vậy đều biết tỏ rõ. Bồ Tát như vậy biết rõ ba tụ. Bồ Tát học như vậy thì chẳng dối phỉnh Như Lai. Tại sao? Vì biết các pháp sở học của Như Lai mà Bồ Tát này tùy thuận học theo vậy, thế nên Bồ Tát này chẳng dối Như Lai. Lúc ấy trong đại chúng có một Bồ Tát tên là Vô Sở Quý hỏi Bất Khả Thuyết Bồ Tát rằng: Thưa đại sĩ, Đại Bồ Tát học thế nào gọi là dối phỉnh Như Lai? Bất Khả Thuyết Bồ Tát nói: Nếu có Bồ Tát tự nói rằng tôi trì giới, còn người kia phá giới, Bồ Tát này tức là dối phỉnh Như Lai. Nếu nói rằng tôi là người bố thí, còn kia thì sang tham, tôi tu dẫn nhục, còn kia thì sân hận, tôi thì tinh tiến, còn kia thì giải đãi, tôi thì tu chánh định, còn kia thì loạn độc, tôi tu trí huệ, còn kia thì ngu si, tôi là người tri túc thiểu dục, thích tịch tỉnh, dễ nuôi, dễ đủ khất thực, phấn tảo y. Chỉ có ba y, chẳng ở trong chúng đông người, học nhiều tịnh ngữ, lời nói dịu dàng, chúng sanh thích thọ nhận. Tôi có đủ niệm huệ, tịnh các oai nghi và các khẩu nghiệp, có đủ tứ nhiếp pháp từ bi hỷ xả, chân ngữ thiệt ngữ như lời mà trụ. Tôi biết cảnh giới ma, biết mình xa lìa. Tôi thường có thể tu học sáu ba la mật, hay khéo thuyết pháp, vì các chúng sanh mà phát thệ nguyện lớn, hay giáo hóa chúng sanh chẳng cho phóng dật. Nếu nói những lời tự khen tài đức mình mà chê bai người khác như vậy thì gọi là Bồ Tát phỉnh dối Như Lai. Còn nữa, nếu Bồ Tát nói rằng tôi có thể quán sát các pháp như vậy, xa lìa tu tập diệt, đây cũng gọi là phỉnh dối Như Lai. Tại sao? Vì chư Phật xuất thế và chẳng xuất thế pháp tánh thường trụ. Vì thường trụ nên tất cả pháp giới chẳng thể thấy biết, chẳng thể xa lìa, chẳng thể tu diệt. Nếu Bồ Tát nói ngã và ngã sở, đây cũng gọi là phỉnh dối Như Lai. Tại sao?
vì tướng vô nhị vậy. Nếu Bồ Tát nói tôi đã được chứng, tôi đã xa lìa, đây cũng gọi là vĩnh giới Như Lai. Tại sao? Vì tánh thanh tịnh vậy. Nếu Bồ Tát nói tôi có tứ niệm xứ, đây cũng là vĩnh giới Như Lai. Tại sao? Vì Như Lai biết rõ tất cả pháp không có niệm vậy. Nếu Bồ Tát nói tôi có tứ chánh cần, đây cũng gọi là vĩnh giới Như Lai. Tại sao? Vì Như Lai biết rõ tất cả pháp bổn tánh ly vậy. Nếu Bồ Tát nói tôi có tứ như ý túc, đây cũng gọi là vĩnh giới Như Lai. Tại sao? Vì Như Lai biết rõ tất cả pháp vô phân biệt vậy. Nếu Bồ Tát nói tôi có đủ ngũ căn, ngũ lực, thất giác chi và bát chánh đạo, đây cũng gọi là vĩnh giới Như Lai. Tại sao? Vì Như Lai Thế Tôn tánh vô vi vậy. Nếu Bồ Tát nói ngã khác, đạo khác, đây cũng gọi là vĩnh giới Như Lai. Tại sao? Vì thân tức là đạo vậy. Nếu Bồ Tát nói vô minh khác với hữu ái, đây cũng gọi là vĩnh giới Như Lai. Tại sao? Vì vô minh cùng với ái tức là trí huệ, tức là giải thoát vậy. Nếu Bồ Tát nói ba độc khác ba môn giải thoát, đây cũng gọi là vĩnh giới Như Lai. Tại sao? Vì không vô tướng và vô nguyện, tức là tham, sân và si vậy. Nếu Bồ Tát nói tứ đạo khác tứ quả, đây cũng gọi là giới vĩnh Như Lai. Tại sao? Vì tứ đạo tức là tứ quả vậy. Nếu Bồ Tát nói bát tà khác bát chánh, đây cũng gọi là vĩnh giới Như Lai. Tại sao? Vì phá bát tà tu bát chánh vậy. Nếu Bồ Tát nói chúng sanh cửu địa khác cửu thứ đệ định, đây cũng gọi là vĩnh giới Như Lai. Tại sao? Vì không có hai tánh vậy. Nếu Bồ Tát nói thập thiện khác mười pháp vô học, đây cũng gọi là vĩnh giới Như Lai. Tại sao? Vì tất cả pháp không có tu học vậy. Bồ Tát nếu học các pháp như vậy thì gọi là vĩnh giới Như Lai. Tất cả chúng sanh với một chúng sanh không có hai, không có khác. Tại sao? Vì tánh vô ngã vậy. Nếu nói một chúng sanh thì tất cả pháp không hai không khác. Nếu nói một pháp thì tất cả pháp giới không hai không khác. Một Phật Thế Tôn, tất cả pháp giới không hai không khác. Nói một Phật giới, tất cả Phật giới không hai không khác. Nói một phước điền, tất cả phước điền không hai không khác. Tất cả phước điền với hư không, không hai không khác. Tất cả thánh nhân xa lìa phiền não, tất cả phàm phu không hai không khác. Tâm một chúng sanh bổn tánh thanh tịnh, tâm tất cả chúng sanh không hai không khác. Bổn tánh thanh tịnh một giới, tất cả giới một nhập, tất cả nhập một chúng sanh hành, tất cả chúng sanh hành không hai không khác. Nếu Bồ Tát nói các pháp nhận đến không có một niệm tạm trụ, chẳng tạo tội ác, chẳng thủ trước thiện pháp, chẳng sanh kiêu mạn, trong bất khả đắc chẳng quan niệm có đắc, trong bất khả chứng chẳng quan niệm có chứng, biết sanh tử với niết bàn vô tác vô thọ, biết các phiền não không có căn bổn, không có sợ sanh tử, tùy thuận giới giới, tâm giới, huệ giới, xa lìa phiền não, chẳng bỏ chúng sanh, tịnh đàn ba la mật, không có giới nơi giới, tịnh thi la ba la mật, không có nhân nơi nhân, và không có ngã, tịnh nhẫn ba la mật, không có tạo tác nơi tạo tác, tịnh tinh tiến ba la mật, không có tịch tỉnh nơi tịch tỉnh, tịnh thiền ba la mật, không có hành nơi hành, tịnh bát nhã ba la mật, vô tận vô sanh mà được nhẫn nhục, được tâm vô ký mà thọ ký biệt, chẳng nhập vào chánh vị mà chẳng thối chuyển nhất sanh bổ xứ, chẳng sanh cung trời đâu xuất đà, chẳng từ trời xuống ở thai mẹ, nơi tất cả pháp tâm vô sở trụ, cũng chẳng tự nói ta đã vượt quá sanh lão bệnh tử, chẳng đi bảy bước, cũng chẳng chỉ trời chỉ đất nói ta là bậc tôn vô thượng thế gian, chẳng ở trong cung cùng vui với thể nữ, chẳng tập các sự nghề nghiệp thế gian, thị hiện người già để phá tham thân, thị hiện người bệnh khổ để phá tham thọ, thị hiện người chết để phá tham dục và ngã ngã sở, thị hiện sa môn để khiến chúng sanh chẳng cầu báo thích phạm nhân thiên mà xin cầu pháp xuất thế vô thượng. Leo ra khỏi cung thành là thị hiện xuất ly tam giới hệ phược và thị hiện tâm bi. Ngó trước nhìn sau là thị hiện không có sân và ái. 32 tướng trang nghiêm thân mình là vì chúng sanh mà thị hiện phước điền lành tốt. Cởi dương phục, bỏ chuỗi ngọc, khiến xiển đà, dắt ngựa kiện cắt trở về là thị hiện xa lìa tất cả phiền não. Cạo bỏ tóc râu là hiển thị chẳng tham trước tất cả pháp. Nhận mặt cà sa là hiển thị điều phục chúng sanh. Theo bên các ông Quốc Đà Già A La Lã, hỏi học là hiển thị phá hoại tâm từ cao đại.
6 năm khổ hạnh là để phá ngoại đạo, nhận món ăn uống là hiển thị tùy thuận pháp thế gian, nhận bó cỏ là hiển thị tri túc, ngồi trên niệm cỏ là hiển thị phá kiêu mạn, chư thiên long thần tán thán ngưỡng vọng là hiển thị quả báo công đức trang nghiêm, hàng phục ma quán là hiển thị sức dũng mãnh, tai hữu chỉ đất là hiển thị phước lực, đại địa chấn động là hiển thị báo ơn, được đạo vô thượng bồ đề là hiển thị biết rõ tất cả pháp tướng, quán các pháp bình đẳng, gọi đó là Phật. Trí huệ của Phật không gì hơn được do nghĩa ấy mà gọi là Như Lai. Tỏ rõ thấy biết pháp thiện, pháp bất thiện, gọi là chánh biến tri. Vì chân thiệt ngữ nên gọi là thiên nhân sư. Chẳng ra ngoài các pháp gọi là chuyển pháp luân. Vì không có chuyển, không có thuyết nên gọi là chuyển thuyết. Nhập không có nhập gọi là pháp. Nhập môn không có môn gọi là pháp môn. Tác không có tác gọi là pháp tác. Thiền không có thiền gọi là chánh thiền. Thoát không có thoát gọi là giải thoát. Tất cả các pháp tánh không có hệ, không có phược. Nếu là diệt pháp tức là quá khứ, tức là bất sanh, đây gọi là Phật. Xuất không có xuất tức gọi là Phật xuất. Nếu Bồ Tát có thể học được như vậy thì gọi là chẳng dối phỉnh chư Phật Như Lai. Đức Phật nói: lành thai, bất khả thuyết khéo phân biệt nói Như Lai xuất thế. Nếu có ai tin được Phật xuất như vậy, người ấy chẳng thấy có tướng một pháp nhỏ. Người chẳng thấy ấy mới biết rõ được Như Lai xuất thế. Tại sao? Duy xuất không có xuất tức là Phật xuất, không có tác, không tác giả, không có ái, không ái giả, không có lậu, không lậu giả, không có tranh, không có thấy, không có nhập, không có chuyển, không có sanh, không có diệt, không có bồ đề, không có đấu, không có phỉnh, không có tâm ý thức, không có nhãn, không có hai, không có nhãn hành dẫn đến ý hành, không có thuyết, không có giáo, đây gọi là Phật xuất. Vô úy Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, như lời Phật nói, Như Lai xuất thế và bất khả thuyết Bồ Tát nói Phật xuất ấy, ai sẽ nói đó? Lúc ấy Bửu Nữ bảo Vô Úy rằng: này Pháp Huynh, Như Lai xuất thế bất khả tư nghị, khó trang nghiêm được, khó chứng đắc được. Nếu là người giải đãi tâm chẳng chân chánh hư ngụy, xiểm khúc, kiêu mạn, ưa sân hận, ganh ghét, sang tham, chẳng biết ơn nghĩa, thọ ơn chẳng báo, ba giới cấm chẳng thanh tịnh, tham trước ba cõi bị ba cấu quế làm ô nhiễm, chẳng kính Tam Bửu, chẳng tu ba môn giải thoát, ngang ngược ác khẩu, thích nói lời vô nghĩa, chẳng biết tàm quý, vì lợi dưỡng mà bề ngoài hiện tế hạnh, tự phỉnh gạt người, tham nơi cúng dường, các căn chẳng điều, thích cầu nơi pháp thanh văn thừa, pháp bích chi Phật thừa, tâm chẳng chân thiệt, ít học ngu si, không nhớ hay quên, chẳng biết phương tiện, chẳng tu từ bi hỷ xả, các tâm vô lượng, thường hành ma giới, tham trước ngã nhân chúng sanh thọ mạng, nói là không có nhân quả, không có nghiệp hành duyên, tâm họ phóng dật, ưa làm việc ác, bỏ lìa đầu đà, ưa làm thế pháp, tự khen thân mình mà khinh chê thân người, tham thân mạng sắc, vân vân. Năm thứ ưa ngủ nghỉ, ưa nghe thế pháp, chẳng biết thời tiết, thân cận ác hữu, chẳng thể tu hành tứ diệp pháp. Này Vô Úy Pháp Huynh, người như vậy chẳng biết Phật xuất, chẳng tin Phật xuất. Vô Úy Bồ Tát nói: này Bửu Nữ, này cô đã xa lìa được các ác pháp như vậy chăng? Bửu Nữ nói: này Pháp Huynh, tôi đã xa lìa các ác pháp như vậy. Xa lìa thế nào? Như bất tham tế, thế nào là bất tham? Như tham tế, thế nào là tham tế? Như chân thiệt tế, thế nào là thiệt tế? Như ngã kiến tế, thế nào là ngã kiến? Như quá khứ tế, thế nào là quá khứ? Như vô minh tế, thế nào là vô minh? Như tham ái tế, thế nào là vô minh tế, tham ái tế? Như trí huệ tế, giải thoát tế, thế nào là trí huệ tế, giải thoát tế? Như ảo quyển tế. Vô Úy Bồ Tát nói: này Bửu Nữ, ảo quyển chẳng phải tâm, chẳng phải ý, còn trí huệ giải thoát tức là tâm ý. Bửu Nữ nói: này Pháp Huynh, tất cả chúng sanh tâm ý trí huệ giải thoát thảy đều như ảo quyển cả. Vô Úy Bồ Tát hỏi: này Bửu Nữ, như lời nói của bất khả thuyết Bồ Tát, cô có tin được chăng? Bửu Nữ nói: này Pháp Huynh, ngài bất khả thuyết trọn không có nói. Như ngài ấy có nói thì chẳng phải là bất khả thuyết. Nếu ngài bất khả thuyết mà có nói thì làm sao được gọi là bất khả thuyết? Lẽ ra nên gọi là thuyết.
vì ngài bất khả thuyết thiệt không có nói. Thế nên gọi là bất khả thuyết vậy. Nếu ngài bất khả thuyết thiệt không có nói, tôi đây là nghe những gì? Nếu không có nghe gì thì tin những gì ư? Vô Úy Bồ Tát nói: Này Bửu Nữ, bất khả thuyết Bồ Tát ấy thì có nói. Này có người chứng biết, đó là đại chúng. Tất cả đại chúng thấy đều được nghe bất khả thuyết Bồ Tát ấy tuyên nói. Bửu Nữ nói: Này Pháp Huynh, trong đại chúng đây, nếu có ai nói tôi nghe lời nói của ngài bất khả thuyết ấy nói thì là hư vọng. Tại sao? Vì ngài bất khả thuyết thiệt không có nói, làm sao đại chúng lại nói là có nghe? Vô Úy Bồ Tát nói: Này Bửu Nữ, này cô có tin lời Phật chăng? Bửu Nữ nói: Này Pháp Huynh, nếu có người thế gian không tin tức là Phật vậy. Tại sao? Vì tin ấy là tham dục sân hận. Như Lai không có tham dục sân hận, thế nên không có tin. Nếu không có tin tức là không có chứng. Này Pháp Huynh, không vô tướng vô nguyện chân thiệt không có chứng, thế nên Như Lai cũng không có chứng. Này Pháp Huynh, pháp giới thiệt tánh vô tác vô di, các pháp hư không chân thiệt không có chứng, thế nên Như Lai cũng không có chứng. Vô Úy Bồ Tát hỏi: Này Bửu Nữ, lấy gì là chứng? Bửu Nữ nói: Này Pháp Huynh, nếu có người chẳng thấy vô lượng Phật pháp, người như vậy khả dĩ là chứng. Vô Úy Bồ Tát hỏi: Này Bửu Nữ, các tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên là chứng tinh chăng? Bửu Nữ nói: Này Pháp Huynh, đúng như vậy, đúng như vậy, là chứng là tinh. Tại sao? Vì giới của người Thanh Văn có biên tế, còn giới của Như Lai không có biên tế. Như giới những định huệ giải thoát và giải thoát tri kiến cũng như vậy. Tôn giả Xá Lợi Phất nói với Bửu Nữ rằng: Này Bửu Nữ, người Thanh Văn cũng có ba môn giải thoát, Đức Như Lai cũng có ba môn giải thoát. Này cớ chi cô cho người Thanh Văn là chứng tinh mà chẳng nói là Như Lai? Bửu Nữ nói: Thưa Đại Đức, như ao A Nậu Đạt có nước tám vị mưa xuống Diêm Phù Đề. Mưa rồi tất cả cỏ cây lùm rừng đều được tăng trưởng. Nước mưa như vậy có sai biệt chăng? Tôn giả Xá Lợi Phất nói: Không có sai biệt. Bửu Nữ nói: Thưa Đại Đức, như nước ao A Nậu Đạt vốn có một vị, mà người có đức dùng nước ấy thì có các thứ vị ngon ngọt, còn người bạc đức dùng nước ấy thì cảm thấy mùi vị không ngon. Thưa Đại Đức, ba môn giải thoát của Như Lai và hàng Thanh Văn cũng như vậy. Thế nên Đức Như Lai và hàng Thanh Văn có sai biệt, mà pháp giới tánh thiệt không có sai biệt. Đức Phật nói: Lành thay, lành thay. Bửu Nữ khéo có thể phân biệt tuyên nói nghĩa ấy. Lúc Bửu Nữ nói pháp ấy, trong trời và người có ba vạn ba ngàn phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bửu Nữ lại nói với Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: Thưa Tôn giả, như đại hải nước biển một vị, có nhiều châu báu, cũng có châu thủy tinh giá rẻ. Pháp giới cũng vậy, dù là bình đẳng mà chư Phật học đó thì được vô giá bửu, còn hàng thánh văn học đó thì được báo hạ giá. Thưa Đại Đức, như núi Tu Di, trên núi có chư thiên hưởng nhiều khoái lạc, cũng có chư thiên hưởng ít khoái lạc, mà núi Tu Di thì không có sai biệt. Pháp giới cũng vậy, dầu không có sai biệt mà Như Lai ở nơi ấy thọ vô lượng lạc, còn hàng thánh văn ở nơi ấy hưởng vui hữu lượng. Thưa Đại Đức, như chuyển luân dương, dầu có ngàn dương tử cũng chẳng được điều xưng nói ngôi vua. Hàng thánh văn cũng vậy, dầu có trí huệ mà chẳng được gọi là Phật. Thưa Đại Đức, như đĩa đốt ngọn đèn, nếu bằng vàng thì ánh sáng màu vàng, nếu bằng đồng thì ánh sáng màu đỏ. Màu sắc dầu khác mà ngọn đèn không có sai biệt. Pháp giới cũng vậy, chư Phật đốt lên thì trí quang vô biên, còn hàng thanh văn đốt lên thì trí quang hữu biên. Nhưng pháp giới tánh thiệt không sai biệt. Thưa Đại Đức, như chuyển luân dương, lúc vào thành ấp tất cả nhân dân đều hay biết, còn người bạc đức lúc vào thành ấp cho đến người thân hầu còn chẳng hay biết. Lúc Như Lai Thế Tôn nhập pháp giới cũng như vậy, tất cả thiên nhân thảy đều hay biết, che trùm tất cả ngoại đạo vì học hơn cả hàng thanh văn Bích Chi Phật. Còn người thanh văn lúc vào thành ấp, các thanh văn còn chẳng hay biết, huống là người khác. Thưa Đại Đức, như trong núi có tiếng sư tử trống, có tiếng kêu của các loài chim, tiếng người, tiếng bò, tiếng lừa, tiếng ngựa, âm gian tùy theo tiếng phát ra. Âm gian thiệt không có sai biệt, bà tùy theo tiếng phát ra
nên âm gian chẳng độc. Tam giải thoát môn của Như Lai và Thanh Văn cũng như vậy. Như Lai có thể phá tất cả ma chúng, thắng tất cả ngoại đạo tà kiến, hay biết tâm niệm của tất cả chúng sanh, hay biết các loại sở hành của tất cả chúng sanh, hay điều các hàng thanh văn và bích chi Phật, hay phát âm thanh chư Phật Thế Tôn. Người thanh văn giàu đồng pháp giới mà chẳng đồng làm các sự như vậy. Thưa Đại Đức, như cây mía, vị ngọt của nó giàu là một mà sản xuất bạch thạch mật cho người phước đức, sản xuất hắc thạch mật cho người bạc đức. Pháp giới nhất vị cũng như vậy. Đại Bồ Tát thì được vị đại trí cam lộ chẳng tạp gì thanh văn, vị bích chi Phật, còn hàng thanh văn chỉ được vị trí hữu biên. Thưa Đại Đức, như đại thiên thế giới có nhiều đại hải làm lợi cho vô lượng vô biên chúng sanh, cũng có những con sông nhỏ lợi ích cho phần ít chúng sanh, pháp giới cũng như vậy. Thưa Đại Đức, như nhật nguyệt tinh tú đều ở trên không, sáng của tinh tú không bằng nhật nguyệt, tánh hư không ấy thì không có sai biệt. Pháp giới cũng vậy, Như Lai và Thanh Văn dầu đều đi ở nơi ấy mà trí huệ quang minh thì chẳng đồng chẳng bằng nhau, nhưng pháp giới tánh vẫn không sai biệt. Thưa Đại Đức, như có hai người đồng học một nghề, một người khéo giỏi được nhiều lợi ích, một người dụng dở được lợi không bao nhiêu. Như Lai, Thanh Văn và pháp giới cũng vậy. Thưa Đại Đức, như bông vải không có sai biệt, do phương tiện khéo nên được y thượng giá, vì phương tiện dụng nên được y hạ giá. Pháp giới nhất tánh cũng như vậy. Như Lai do dùng trí huệ phương tiện đại từ đại bi nghiệp nhân duyên ấy nên được đại tịch tỉnh vô giá trí huệ. Hàng thanh văn được hạ trí huệ mà chẳng thanh tịnh. Thưa Đại Đức, như trong đại hải có La Hầu Atula Dương mà cũng có các loài chúng sanh khác, nhưng chỉ có Atula Dương là có thể đứng đến đáy biển, các loài khác thì không được. Pháp giới cũng vậy, Như Lai thì được cứu cánh trí huệ, còn thanh văn thì không được. Thưa Đại Đức, như đại địa sản xuất qua ngàn cánh cũng sản xuất qua bảy cánh, chư thiên và thế nhân thấy qua ngàn cánh đều vui mừng. Như Lai, Thanh Văn, pháp giới cũng như vậy, chư thiên và thế nhân thấy Phật đều vui mừng lòng ưa mến, hàng thanh văn chẳng được như vậy. Thưa Đại Đức, do những nghĩa như vậy nên Như Lai trí huệ vô lượng vô biên, còn thanh văn trí huệ hữu lượng hữu biên, mà pháp giới tánh vẫn không sai biệt. Vô Quý Bồ Tát nói với Bửu Nữ rằng: Này Bửu Nữ, Bất Khả Thuyết Bồ Tát ấy quyết định là thầy của cô, hay dùng diệu pháp điều phục nơi cô.